Sarah Blakely, bà chủ hãng đô lót tỷ đô, khởi đầu từ nghề trông trẻ. Sarah Blakely là người sáng lập ra hãng đô lót danh tiếng Spanx, được hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới yêu thích, trong đó có cả nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey. Để có được ngày hôm nay, cô đã phải nếm mùi thất bại rất nhiều lần. Nhưng nhờ sự quyết tâm và táo bạo của mình, Sarah đã tạo nên cả một đế chế đô lót hùng mạnh, thổi một làn gió mới vào lĩnh vực thời trang mà không phải chi một đồng nào cho quảng cáo. Nhờ vậy, cô đã trở thành tỷ phú và vinh dự đứng trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Những thất bại đắng cay đầu đời. Sarah Blakely sinh ngày 27 tháng 2 năm 1971 ở Clearwater, Florida, Hoa Kỳ. Năm 1990, khi đó Sarah mới 19 tuổi, cô đã mạnh dạn bước chân vào thương trường với công việc kinh doanh đầu tiên là mở một câu lạc bộ trông trẻ tại khách sạn Clearwater Beach Hilton để giữ trẻ con trong lúc bố mẹ chúng đi tắm nắng. Sau 3 mùa hè liên tiếp, nhờ vào trí thông minh và sự khéo léo của mình mà Sarah Blakely đã hút luôn khách từ các khách sạn đối thủ. Sự việc đến tai tổng giám đốc của khách sạn Hilton và cô đã bị đuổi việc không thương tiếc. Sau sự cố đó, Sarah Blakely trở lại giảng đường đại học và khi tốt nghiệp ngành truyền thông tại Đại học Florida, cô đã lên kế hoạch để trở thành một luật sư giống như cha của mình. Tuy nhiên, ước mơ đó đã không trở thành hiện thực khi hai lần liên tiếp điểm thi LSAT, kỳ thi đầu vào của ngành luật của cô đều không đạt tiêu chuẩn. Sarah Blakely ngậm ngùi chia sẻ rằng, khi ấy tôi chỉ muốn quên đi thực tại, bởi cả đời tôi luôn mong trở thành luật sư như cha tôi, nhưng điều đó không thể. Quá thất vọng, Sarah Blakely liền xin sang Disney World làm nhân vật hoạt hình, nhưng thất bại lại tìm đến cô một lần nữa khi chiều cao của cô không đủ tiêu chuẩn. Vì vậy, cô buộc phải chuyển sang làm nhân viên hướng dẫn khách. Tuy nhiên, một ngã rẽ khác lại đến với Sarah Blakely khi cô được một công ty cung cấp sản phẩm văn phòng thuê tuyển làm nhân viên chào bán máy fax tận nhà. Cô phải thức dậy sớm và lái xe đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cô nhớ lại, hầu hết khách hàng thường đóng sầm cửa trước mặt tôi. Danh thiếp của tôi bị xé rất nhiều và thậm chí có mấy lần tôi còn được một vài cảnh sát hộ tống ra khỏi các tòa nhà. Dù vậy, Sarah Blakely vẫn không nản lòng với công việc của mình. Dần dần cô trở nên miễn nhiễm với từ không của khách hàng. Đôi lúc cô ấy thậm chí còn thấy điều này làm cho công việc trở nên thật thú vị. Thời gian làm việc tại đây đã tôi luyện cho cô khả năng thương thuyết và kỹ năng bán hàng tuyệt vời. Chỉ ít lâu sau, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ mà Sarah Blakely đã trở thành huấn luyện viên bán hàng toàn quốc cho công ty, khi đó cô chỉ mới 25 tuổi. Bước ngoặt lớn của cuộc đời. Trong những ngày đi làm, một trong những điều khiến Sarah Blakely khó chịu chính là chiếc tất quần cô buộc phải mặc. Chúng vừa không thoải mái lại vừa không hợp thời. Dù không thích nhưng không thể phủ nhận rằng khi cô mặc những chiếc tất quần này thì thân hình cô trông thon thả và quyến rũ hơn rất nhiều. Sarah Blakely đã suy nghĩ rất nhiều và muốn tìm hiểu kỹ hơn về chúng. Bất chợt, một ý nghĩ đầy táo bạo lóe lên trong đầu. Cô muốn nghiên cứu và chế tạo ra loại đồ lót chưa hề có trên thị trường, một loại đồ lót mà có thể che được những nhược điểm của thân hình phụ nữ, làm tôn lên vẻ quyến rũ của họ mà vẫn tạo được cảm giác thoải mái cho người mặc. Nghĩ là làm, cô đã tìm tòi nghiên cứu kiểu dáng mẫu mã và sau đó là những chuỗi ngay dài đi tìm chất liệu vải phù hợp. Cô đã mất 7 đêm liên tiếp tại Thư viện Công nghệ Georgia để tìm hiểu mọi đăng ký bản quyền về hàng dệt kim từ trước tới nay. Rồi sau đó là những chuỗi ngày dài đi tìm các nhà máy dệt kim và cả những cuộc điện thoại gọi cho họ, nhưng tất cả đều bị từ chối. Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với cô khi giám đốc của nhà máy dệt Highland Mills gọi điện lại chỉ 2 tuần sau khi khước từ cô. Lý do duy nhất ông đồng ý hợp tác là vì con gái của ông ấy thấy sáng kiến của cô thật tuyệt vời và không đáng bị từ chối như vậy. Bước đầu như vậy là đã thành công, tuy nhiên chỉ với $5,000 trong tay, Sarah Blakely không đủ tiền để thuê một luật sư tư vấn những điều cần thiết khi thành lập công ty. Vì vậy, để tiết kiệm tối đa mọi chi phí, cô đã nghiên cứu sách giáo khoa Barnes & Noble và tự mình viết bản đăng ký nhãn hiệu cho công ty và dành ra $150 để mở công ty.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô đã quyết định lấy tên công ty là Spanx, có nghĩa là phát đánh nhẹ vào mông. Và để cho cái tên trở nên đặc biệt hơn, cô đã thay chữ S ở cuối bằng chữ X. Cô muốn khi mọi người nhắc đến Spanx, họ sẽ phải bật cười vì sự hài hước vui nhộn của nó. Và như vậy, thương hiệu Spanx sẽ dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của mọi người hơn. Sau khi may mắn được ông chủ của nhà máy dệt Highland Mills nhận lời sản xuất, một năm sau, sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu Spanx đã chính thức ra đời. Bằng trí thông minh và khả năng thương thuyết tuyệt vời, Sarah Blakely đã đưa được sản phẩm của mình đến các cửa tiệm nổi tiếng và ngay lập tức được nhiều phụ nữ biết đến. Cô đã định vị sản phẩm và mở rộng tiếp thị bằng cách nghĩ không giống ai, đó là bán sản phẩm đồ lót Spanx ở khu bán giày, chứ không phải ở khu bán đồ thun hay đồ lót, vì cô nghĩ như vậy sẽ dễ dàng tạo được sự chú ý cho khách hàng hơn. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Nổi tiếng nhờ chiến lược quảng cáo độc đáo. Khi Spanx mới ra đời và vẫn đang gặp khó khăn về tài chính, mặc dù luôn khao khát sản phẩm của mình được nhiều người biết đến, nhưng Sarah Blakely kiên quyết không chi một xu nào cho quảng cáo, bởi đơn giản là cô không có điều kiện để chi trả cho việc này và cô cũng nghĩ rằng quảng cáo là việc không cần thiết. Với Sarah Blakely, quảng cáo truyền miệng mới là chiến lược mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Cô cho rằng sức mạnh từ việc một phụ nữ chia sẻ trải nghiệm về một thương hiệu nào đó với những phụ nữ khác còn tốt hơn nhiều so với việc đem sản phẩm đó đi quảng cáo trên TV. Người cô nói với cháu gái, một phụ nữ nói với một người bạn từ thời đại học, những câu nói kiểu như, xem này, sờ thử lưng tớ mà xem, không hề có vết nhăn nhé, thực sự có sức mạnh đến không ngờ. Từ những ngày đầu thành lập của Spanx và cho tới tận bây giờ, Sarah Blakely vẫn kiên định sử dụng bao bì màu đỏ hoa anh đào, có trang trí hình người mẫu, vẽ theo phong cách hoạt hình ấn tượng. Không chỉ có vậy, các dòng sản phẩm của Spanx đều được đặt tên rất dễ thương như Bra, Laluja và Tie and Ties nhằm tạo được sức hút tối đa với khách hàng. Chính sự kiên định ấy đã giúp cho thương hiệu của cô trở nên nổi bật giữa một rừng thương hiệu của các đối thủ cạnh tranh. Bởi cô nghĩ rằng sản phẩm của mình đã không quảng cáo thì nó cần phải có khả năng thu hút được sự chú ý và phải thật nổi bật trên các kệ hàng. Ngoài ra, Sarah Blakely cũng thật khôn khéo khi biết cách tận dụng tối đa hiệu quả từ những hiệu ứng truyền thông. Cô hiểu rằng nếu mình không dành một xu nào cho quảng cáo thì việc nhắm đến những người phụ nữ nổi tiếng được công chúng hâm mộ để họ lăng xê cho các sản phẩm của mình là một điều cần thiết. Nghĩ là làm, cô gửi các giỏ quà tặng sản phẩm của mình cho Andrew Walker, stylist và là thợ may của Oprah Winfrey, nữ hoàng truyền hình Mỹ, trong nhiều năm trời, từ khi công ty mới được thành lập. Cô biết rằng Winfrey là người thường xuyên bị tăng giảm cân trong nhiều năm, vì vậy, việc tặng bà sản phẩm của mình là một điều khôn ngoan. Sau đó, Winfrey đã cảm thấy rất thoải mái và tự tin khi sử dụng sản phẩm của Spanx. Việc yêu thích sản phẩm đồ lót của Spanx cùng sự tán thưởng của nữ hoàng truyền thông đã tạo nên được hiệu ứng cực lớn cho công ty non trẻ này. Sau đó, từ Oprah Winfrey cho đến các minh tinh Hollywood như Gwyneth Paltrow, Brooke Shields, Julia Roberts và Kate Winslet đều dành cho Spanx những lời khen có cánh. Bỗng chốc, Spanx đã trở thành trang phục ưu tiên hàng đầu của các ngôi sao điện ảnh, được ca ngợi trong các buổi phỏng vấn trực tiếp, và điều này còn đáng giá hơn bất cứ video quảng cáo nào. Chỉ với $5,000, Sarah Blakely đã đưa Spanx đến với mọi người ở khắp nơi trên thế giới, trở thành biểu tượng cho việc làm đẹp của phụ nữ. Nữ tỷ phú cầu toàn, khôn khéo và hài hước. Công chúng, đồng nghiệp và những ai đã từng biết đến Sarah Blakely đều không thể quên được một hình ảnh Sarah Blakely kiên định, khôn khéo và hài hước. Giờ đây, Spanx của Blakely là nỗi thèm muốn của bất kỳ ông chủ nào trên thế giới, bởi vì nó không hề đi vay một xu nào từ ngân hàng, cũng không chi tiền quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Trong khi 50% các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ gặp thất bại trong 5 năm đầu khi thành lập, thì Spanx ngay ở năm đầu tiên thành lập đã đạt doanh thu lên tới $4 triệu. Và đến thời điểm năm 2013, công ty đã được định giá tới hơn $1 tỷ,
đưa Blakely trở thành nữ tỷ phú giàu có tự lập ở tuổi 41. Cũng trong thời gian này, cô đã vinh dự đứng trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Là người cầu toàn, Sarah Blakely luôn muốn mọi sản phẩm của mình phải thật hoàn hảo khi trao tận tay khách hàng. Vì vậy, các nhân viên của cô cũng không quá ngạc nhiên khi thấy giám đốc của mình sẵn sàng thử sản phẩm ngay tại cuộc họp. Sarah Blakely luôn quan niệm rằng rủi ro lớn nhất của đời người là không dám chấp nhận rủi ro. Tất cả các rủi ro bạn dám đương đầu sẽ mang lại cho bạn những phần thưởng xứng đáng. Nếu tôi lo ngại điều gì, tôi nhất định sẽ làm điều đó. Đó là con đường mà tôi đã đi. Sự thành công của cô gái người Florida không bằng cấp và cả một đế chế đô lót mà cô gây dựng là minh chứng hùng hồn nhất cho những gì mà cô đã làm được. Về cuộc sống cá nhân, Sarah Blakely kết hôn với Jesse Isler, nhà đồng sáng lập của Marquis Jet tại Boca Grande, Florida, trở thành tỷ phú tự lập. Tuy nhiên, Sarah Blakely vẫn duy trì cuộc sống giản dị là một bà mẹ bình thường. Cô lái chiếc Toyota trắng, tham gia tình nguyện tại trường của con trai và đi ăn uống cùng bạn bè sau giờ làm việc. Hiện tại, gia đình này đang sống trong một căn hộ ở Atlanta của Mỹ. Cơ ngơi rộng 1.000 m2 này có phòng tập, spa và xông hơi. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!